Một trong những điều mà người hâm mộ Quỷ Đỏ phấn khích nhất về Erik ten Hag đó là triết lý bóng đá kiểm soát. Trong các buổi phỏng vấn, nhà cấm quân người Hà Lan thường xuyên nhắc đến yếu tố pressing hay chuyền bóng một chạm. Tuy nhiên, nếu nói đến bóng đá tấn công, đặc biệt là ở Anh, chúng ta không thể bỏ qua Pep Guardiola và Jurgen Klopp, hai vị thuyền trưởng đang mang lại tiêu chuẩn khó tin trong lịch sử Premier League. Vậy Erik ten Hag ở đâu so với hai bậc tiền bối này? Quý vị và các bạn sẽ được tác giả Ilfer phần nào giải đáp trong chương trình hôm nay. Xin lưu ý, sự so sánh ở đây chỉ mang tính chất chủ quan tương đối, không phải là sự khẳng định về bất cứ điều gì trong môn thể thao vua nói chung hay Manchester United trong tương lai nói riêng. Hãy đăng ký theo dõi Random Football trước khi đi vào nội dung chính của bài phân tích hôm nay. Không thể sử dụng Manchester United hiện nay để so sánh với Liverpool và Man City, nhưng sẽ trực quan hơn nếu chúng ta nghĩ đến Ajax Amsterdam dưới thời Erik ten Hag. Đội bóng thống trị Hà Lan trong vài năm qua thực sự đã chơi thứ bóng đá tuyệt diệu của chính họ. Và dù chỉ vào đến bán kết Champions League 2019, thì nhìn chung, với chất lượng nhân sự trung bình, họ vẫn nên được đánh giá cao cùng với chiến lược gia sinh năm 1970. Đầu tiên, hãy nói đến thống kê kiểm soát bóng. Trong 3 năm qua, Man City là đại diện làm giỏi nhất khoản này ở Premier League với tỷ lệ kiểm soát bóng chưa bao giờ xuống dưới 60% và trung bình là 62,9%. Nếu so sánh với các đối thủ trong 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, các nhà đương kim vô địch nước Anh vẫn nhỉnh hơn so với Bayern Munich ở Bundesliga và Barcelona ở La Liga. Hai đại diện cũng không dưới 60% nhưng trung bình chỉ là 62% và khác biệt này thì không quá lớn. Ajax Amsterdam trong khi đó cũng ở mức độ tiệm cận với chỉ duy nhất mùa 2018-19 bị tụt lại một chút. Nhưng nhìn chung, với trung bình trên dưới 60% tỷ lệ kiểm soát bóng, đội bóng của huấn luyện viên Erik ten Hag vẫn chơi thứ bóng đá kiểm soát ấn tượng. Đối với Liverpool, triết lý Gegenpressing của người Đức không quá ám ảnh với việc kiểm soát, nhưng họ vẫn tạo ra thống kê nổi bật trong 3 mùa như bảng thống kê đang xuất hiện trên màn hình. Kết luận sơ bộ ở đây là Ajax Amsterdam có thể ngồi chung mâm với Liverpool và Man City nếu nói về khả năng kiểm soát trái bóng trên sân. Tiếp theo, hãy xét đến thống kê chuyền bóng. Trong 3 mùa giải gần nhất, loại trừ 2019-20 bị hủy bỏ vì đại dịch, Ajax Amsterdam tạo ra trung bình 600 đường chuyền mỗi trận và con số này cũng nằm trong top đầu châu Âu bên cạnh Bayern Munich, Barcelona, Chelsea, Liverpool, nhưng vẫn kém tương đối nhiều so với ông vua Man City. Với tỷ lệ chuyền ngắn, Ajax hay Man City và Liverpool đều đạt mức ấn tượng với việc luôn trên 70% tổng số đường chuyền mỗi trận. Điều này cho ra một kết luận, đó là họ chơi kiểm soát đối thủ và không thích những đường bóng dài quá nhiều. Tiếp theo, hãy đến với thống kê bàn thắng. Ajax Amsterdam thực sự là một đội siêu công dưới thời Erik ten Hag. Theo WhoScore, họ đã ghi tổng cộng 319 bàn ở giải quốc nội trong 3 mùa 2018-19, 2020-21 và 2021-22 với trung bình là 107 bàn mỗi mùa. Con số này chấp hết mọi thể loại, từ Bayern Munich cho tới Man City hay Liverpool. Vì nên nhớ là sân chơi cấp cao nhất Hà Lan chỉ diễn ra trong 34 vòng đấu như Bundesliga của Đức, trong khi Bayern Munich chưa thể đạt tới mức trung bình 3 con số. Để tạo ra số lượng bàn thắng khủng khiếp như vậy, Ajax Amsterdam đã luôn duy trì mức độ dứt điểm trung bình trên dưới 20 lần mỗi trận trong 3 năm. Con số này cũng vượt trội so với Man City, Liverpool, Bayern Munich và dĩ nhiên là đứng đầu châu Âu. Ở giải vô địch quốc gia Hà Lan, Ajax Amsterdam của Erik ten Hag luôn đứng đầu mọi chỉ số, ngoại trừ thống kê chơi bẩn. Trong 3 mùa nêu trên, họ chỉ phải nhận trung bình 33 thẻ vàng và 2 thẻ đỏ mỗi mùa. Con số này thấp hơn mặt bằng chung ở Premier League cùng giai đoạn và nó tương đương với cách chơi của Man City hay Liverpool. Từ đây, kết luận là Ajax Amsterdam là một đội chơi cực đẹp, nếu không muốn nói là say đắm lòng người. Về thống kê để lọt lưới, Ajax Amsterdam khiến chúng ta liên tưởng đến Atlético Madrid của Diego Simeone với tỷ lệ trung bình chỉ là 24,6 bàn mỗi mùa. Và đương nhiên, đây là thống kê vượt trội so với các đối thủ hàng đầu và đứng top 1 châu Âu. Ngay cả Paris Saint-Germain hùng mạnh cũng không thể so sánh với Ajax. Nếu những thống kê ở giải quốc nội chưa đủ thuyết phục, chúng tôi sẽ tìm kiếm các con số khủng khiếp ở Champions League để chứng minh quan điểm của mình.
Ajax Amsterdam có 2 trên 3 mùa ghi được ít nhất 20 bàn thắng, thậm chí họ còn từng toàn thắng mùa trước và bất bại ở vòng bảng mùa 2018-19. Cũng trong giai đoạn này, Ajax Amsterdam đã đánh bại Real Madrid, Juventus, Borussia Dortmund với các tỷ số rất đậm. Họ chơi ngang ngửa với Bayern Munich trong cả hai lượt trận mùa 2018-19 và đáng tiếc nhất là thua đầu Tottenham Hotspur trong một cuộc so tài mà ai cũng biết rằng đội bóng thành London gặp may mắn nhiều hơn là chiến thắng bằng chiến thuật. Trong thời gian tới, chắc chắn chúng ta sẽ được thấy một Man United cố gắng đi theo mô hình của Ajax dưới thời Erik ten Hag. Mặc dù điều này sẽ cần thời gian để nó hoạt động. Trước đây, chính xác là vào năm 2019, nhà cầm quân người Hà Lan từng có những phát biểu đáng chú ý về cách ông sẽ chơi. Chia sẻ trước báo giới, Erik ten Hag cho rằng khát khao mãnh liệt từ những cầu thủ trẻ Ajax đã khiến cho những đối thủ mạnh như Real Madrid và Juventus phải sợ hãi. Đánh bại họ là đêm tuyệt vời của Ajax cũng như bóng đá Hà Lan. Chúng tôi đã lần lượt loại những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch với đấu pháp hợp lý của mình. Chúng tôi cho thấy mình có thể vượt qua giới hạn và thực tế toàn đội đã làm được điều đó. Bạn có thể thấy sự sợ hãi của Juventus và trước đó Real Madrid cũng vậy. Rất khó để chống lại thứ bóng đá mà chúng tôi đang áp dụng. Chúng tôi sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật tốt, ngay cả trong phòng ngự. Chúng tôi cũng có thể sắp xếp và thay đổi tùy theo cục diện của trận đấu. Tôi cũng muốn các cầu thủ chạy cánh dâng cao hơn, còn hai tiền vệ trung tâm Sean và De Jong chơi sát nhau. Khi khoảng trống mở ra, chúng tôi đã có những đòn tấn công vỗ mặt và buộc họ phải co mình về phòng ngự. Chiến thắng trước Juventus có kịch bản khá giống với khi chúng tôi vượt qua Real Madrid. Bên cạnh đó, Erik ten Hag cũng khẳng định ông không ngại cả Man City lẫn Tottenham, những đối thủ mà Ajax có thể gặp ở vòng bán kết năm đó. Ông nói thêm, Pep Guardiola có triết lý bóng đá khá giống tôi, nhưng nếu Ajax chơi như các trận đấu với Real Madrid và Juventus, chúng tôi có thể tự tin gặp bất kỳ đối thủ nào. Tiếc rằng năm đó, Ajax đã thất bại đau đớn, nhưng với tiềm lực mạnh của Man United, có lẽ Erik ten Hag đang được kỳ vọng sẽ thay đổi vị thế của bóng đá Anh cũng như châu Âu trong tương lai. Hãy cùng chờ xem. Quý khán giả vừa theo dõi một sản phẩm của Random Football. Hãy cho chúng tôi biết cảm nghĩ của các bạn bằng cách để lại bình luận ở bên dưới. Nếu hứng thú với video này, hãy ủng hộ đội ngũ sản xuất của Random Football bằng cách nhấn like và subscribe đăng ký theo dõi, cũng như bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất trên kênh nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.